Cũng gì chơi dữ. Nằm không có chỗ nương con gái này nó cũng ít gắn mắt, chắc mẹ dướng cái giò. Lọt cái giò vô dứt. Ngứa răng à, ngứa răng à, phải không? Ngứa răng cái gì mà đưa bịch chữ cạp dữ à? Cái đó hình như mà chưa đăng YouTube. Ngồi nát bấy và bánh luôn chưa? Ăn được không? Chắc không được. Bạn trai gì con chút béo ở đây? Chứ bạn trai con chút béo ở đây. Cầm dơ lên rồi buông xuống rồi. Chơi hai cưng em không vậy, có chơi với em không hay đi chơi luôn có cưng em lắm. Thủy có về không? Đâu có lên nó không? Cha bà Hằng mới bệnh rồi, ông chính mụn mới bệnh rồi. Bác Bảy nghe vậy ông ấy đâu có về, không có về sao tụi con lên được. Nó sợ lây bệnh đó. Kiếm hả? Biết hết trơn. Biết hết trơn à.
Ờ nha, họ buôn đất rồi nha. Đâu buôn à? Ủa có nhà đi xuất hai bọc cháu. Sao tưới đồ rồi đồ làm đồ ăn luôn hết đi. Chắc chịu hết đi. Giỏi thì ớn rồi mà Tư cũng giỏi. Cho Tư họ làm biến rửa ra mà Tư quần vật từ 6 giờ sáng tới giờ chưa xong. Nãy đi qua mặt ngoài thằng Lem thôi đó. Xuống cho lên chưa? Hồi nãy lên nướng thịt cho tụi nó đi xuống dưới tiếp. Còn cho uống dầu nữa. Cho cái uống dầu nữa. Uống thầm cầm nữa. Hai nước đài. Là nhỏ éo. Quay được nhiều phút rồi. Sao? Có che không? Có quay che mẹ không? Ừ. Dính được lưng cũng ghê. Đang YouTube. Sáng không la chưa đâu. Đang YouTube nó nốt 3G còn hơn cái gì nói. Cái bà đó. Ăn cho năm á. Không. Tối là kêu dẹp ba bông chưng bông mới mà chưa có dẹp. Ăn xong chưa? Ngon không? Cái gì? Lần đầu tiên sao nói ba nghe coi. Hả? Nó nói nhiều nghe rõ. Lần đầu tiên ăn cơm bằng đũa. À. Lần đầu tiên đũa hồi nãy ăn qua cái bún. Đổ. Đổ cái chén. Nó đổ rồi tải đi cái đũa cái chén nó lật. Cái đứa lần đầu tiên cơm đũa. Ăn nứt bụng luôn. Đấy, nứt lâu lâu với gì ngoại chơi cái chơi gì nó mới vui. Cả năm nó mới được gì ngoại mà. Giờ con ngoại mất không có về. Con mình đấu không về mấy bữa sau. Vui ha, chị vui ha. Thảo nó ngủ mình nó sợ. Đứng không ngoài chơi đứng. Cầm đầu. Cậu